anh chị sử dụng nước sông, nước sông như là sông Đồng Nai hay là sông An Giang, sông Cửu Long á, mà phía thượng nguồn á, phía Mê Công á, nước ngọt. Thì mấy cái vườn học trò tôi ở Cao Lãnh với lại ở An Giang là bơm nước sông lên vô hồ lắng, mà nước sông thì nước chát, độ pH 8.5, mình hạ xuống nó còn 6.5. Bằng cái gì? Và tăng bằng cái gì? Thì bây giờ tăng độ pH là nếu mà để cái này là xử lý tình thế thôi các anh chị. Thứ nhất là nãy tôi nói là các anh chị cho nó ma sát không khí nhiều chừng nào, độ pH tăng chừng đó. Thứ hai là các anh chị có thể là đưa canxi, có thể là bổ xương, các anh chị đưa vào. Canxi nó kéo những cái tạp chất kim loại xuống và cái nồng. Thử làm luống. Nếu mà các anh chị có đất nay mai trồng để cắt cành Mokara hay là Văn Đa thì làm luống. Các anh chị thấy thường thường đi những cái vườn như bên Củ Chi, bên nhà bè này cũng có, bên Bình Chánh, người ta làm luống người ta sẽ gạch. Mà xây gạch thì như thế nào cho nó đúng? Các anh chị thấy có người xây 4 tầng, có người xây 3 tầng, mà phần đông là bích dịch. Sai. Những nhà vườn học trò tôi là các anh chị nay mai tôi dẫn các anh chị đi là cái khoảng giữa gạch là chừa lỗ, giống như cái chậu vậy, phong lan mà phải có gió. Rồi các anh chị bỏ vỏ đậu phộng hay là vỏ dừa vô đó mà các anh chị không tạo điều kiện để cho gió lưu thông, không khí lưu thông trong đó, thứ nhất mau mục giá thể, thứ hai rễ cây lan bệnh nằm thúi ở trong đó, đó nè, tù tốn ở trong đó, rong nhớt không. Đấy, các anh chị mình lưu ý. Thì làm luống thì cái quy cách thường thường người ta là cái chiều ngang lọt lòng là 1 mét, mà tính cái bề quanh của nó hoài là 1.2 mét, bị mỗi cục gạch là 1 tấc. Nếu mà tính cái bìa gạch bên đây, bìa gạch bên kia là 1.2 mét, còn lọt lòng là 1 mét, còn chiều dài từ 5 đến 6 mét mà thôi. Các anh chị không làm dài quá, làm dài rồi hối hận. Thì cái tôi minh họa cái kiểu nó như thế này. Thì cái hàng gạch đầu tiên á, cái này các anh chị làm luống không cần phải làm móng. Các anh chị mình chỉ đào cái rãnh cạn khoảng chừng 1 tấc thôi. Các anh chị bỏ cái đá 1-2 xuống, các anh chị lâm le xi măng, rồi các anh chị mình đặt nó lên thôi. Trải xi măng, đặt cái cục gạch lên. Thì cái hàng đầu tiên này nè, các anh chị mình cho nó bít giống như mình xây tường. Riêng cái hàng thứ nhì thì nếu một gạch, một cục gạch, các anh chị chừa cho tôi khoảng chừng 2-3 phân một cái rãnh. Đấy. Gọi là mình chừa lỗ đó. Các anh chị không để chừa rộng quá, chỉ 1-2 phân là đủ rồi. Chứ rộng quá các anh chị gác cục gạch lên trên hơi khó. Rồi. Cái hàng gạch thứ ba sau cùng thì các anh chị mình xây bít giống như hàng đầu, không cần tô. Đấy, các anh chị mình làm cái mô hình tụi mình họa như thế thì chiều dài nó là 5 hoặc 6 mét. Các anh mình làm 3 cái cột xi măng cắm ở giữa. Và các anh mình cho nó 3 lỗ khi các anh chị đúc xi măng.
mỗi một cái lỗ tròn khoảng chừng 3 phân, miễn là sao các anh chị đưa cây ống sắt 27 ống nước á, qua được, thì các anh chị làm cái lỗ này khoảng 3 phân thôi. Ở chính giữa này một cây nữa. Ở cuối này là một cây. Rồi, xong các anh chị mình đưa cái ống sắt vào như thế này. Xong các anh chị có thể là lấy nhợ gân hay là dây cáp, nhợ gân khoảng chừng 4 ly hay là 5 ly nhợ gân để người ta kéo lưới á. Bây giờ thằng này nó lâu, nó không 10 năm, 20 năm gì, và nó có cái đàn hồi. Chứ các anh chị đừng có xài những cái dây kẽm nhỏ nó mau một, hay là những cái dây cáp nhỏ. Còn nếu các anh chị có dây cáp lớn thì các anh chị mình quấn, thì các anh chị mình quấn vô đây hai dòng, các anh chị mình thắt cổ chó, các anh chị mình đưa qua đây quấn cái, đưa qua đây quấn cái, ở trên này cũng vậy. Đấy, xong rồi. Rồi các anh chị mình cột cây lan thì cái hướng chiều dài này là hướng đông tây nè, hai cái chiều ngang là nam bắc, bị cái nắng nó sẽ trải dài như thế này. Chứ các anh chị đừng làm cái mặt này là đông tây, bởi vì cái nắng nó không có đưa vô cây lan mình nhanh được. Còn các anh chị mình đó, chiều dài như thế này là đông tây, còn chiều ngang là đây 1m2, chiều dài là 5-6m, thì cái chiều dài đó là về hướng đông tây để cây nó quang hộp hết cây lan của mình. Chứ các anh không đưa cái đầu này về hướng mặt trời mọc và lặn, mà đưa cái chiều này thì cây lan mình các anh chị mới cột như thế này. Thì cái đầu lá này cách cái đầu đá kia là 4-5 phân, tùy theo bị cây mocara hay là cây banda, nó nhiều cái cấu trúc lá lắm, có thằng lá ngắn, có thằng lá dài. Thì theo tôi các anh chị thí tỉ làm một luống thì các anh chị làm một giống, chứ đừng có tùm lum giống ở trong đó. Như vàng hay đỏ thì đỏ không, vàng nến thì vàng nến không, vàng chanh thì vàng chanh không, bởi vì nó một cấu trúc lá các anh chị dễ bố trí. Đấy, thì các anh chị mình cột cây lan như thế. Và cái lá này nè, cái đế sao ngắn hay dài không biết, nhưng mà cái lá này nè thì cách cái mặt luống này nè cũng giống như mình để mặt chậu 5 phân. Rồi, xong. Thì thưa các anh chị, cây lan các anh chị trồng dưới đất, mà ở đây là mặt đất, chứ các anh chị không làm luống ở trên cái nền xi măng, nước nó rút không được, nay mai rễ nó chung vô trong luống này nó chết. Rồi nay mai các anh chị bỏ giá thể, mà thường thường ở đây người ta bỏ vỏ đậu phộng cho giữ ẩm thôi, chứ không phải là nó là phân bón gì. Thì ở dưới này là đất, thì mình tưới nước nó thẩm thấu xuống dưới, nó mau khô, phải không nào? Nhưng khi mà cây lan rễ ra nó chui xuống vỏ đậu phộng, nó nghe ở dưới đất bốc cái hơi nước nó chui xuống dưới, rễ tìm nước mà, đúng không? Thì nó chui xuống đất, nó đâu có biết nó chui nó sẽ chết, nhưng mà nó vẫn chui thôi, vì nó cần nước, mà hơi nước ở dưới có, nó chui xuống dưới nó chết rồi. Rồi lâu ngày cái đất ở trong đó côn trùng trú ở trong đó. Thứ hai là những cái giá thể của các anh chị mục, mà mục mau sinh bùng ở trong này, rong rêu đầy ở trong này. Thì bây giờ để cho cái luống các anh chị làm 10 năm, 20 năm, cái rễ ở trong này moi ra vẫn chắc như giá, mà cái rễ không đi xuống đất, theo như các anh chị bỏ cái gì ở dưới? Cát. Nó nghe hơi nước nó chui vô cát nó chết. Đá. Ok, đá gì?
thật lên. Nói đá thì đúng đó. Các anh chị nên nhớ là bây giờ các anh chị cầm một cục đá 46 hay 57 với cầm một cục gạch, các anh chị ra ngoài nắng thôi, đá nó vẫn lạnh, còn cái cục gạch nó nóng từ từ, nó nóng theo cái hơi tay mình nữa. Thì như vậy cái thể tích đá càng lớn, cái độ tính âm, tính hàn, tính lạnh ở trong đó càng cao. Đá 1-2 không có lạnh, mà cái rễ lan nó kỵ lạnh. Cái rễ ở trên chung xuống chui khỏi vỏ đậu phộng, nghe hơi lạnh, từ ở trên rễ non xuống thành rễ bàng, nó né liền. Thứ nhất. Thứ hai, cây này là cây phong lan chứ không phải cây thạch lan, nó không có bám vô đá, thấy chưa? Còn các anh chị bỏ gạch nó bám vô giống như cái chậu thôi, vì nó giữ nước. Còn đá nó lạnh, lan nó không chịu, chui xuống nó né, tất nhiên là đi xuống rễ nam non và sẽ đi là rễ bàng. Thành thử ra các anh chị trồng kiểu này, và nếu mà nay mai các anh chị bán một cây lan mà giật lên khỏi luống là nó lôi luôn tất cả cây kia luôn, bị rễ này nó đang dưới mấy kia, nhưng không xuống đất, rễ vẫn trắng phao. Thứ hai, lạnh ở trong luống không có côn trùng nào ngu chung vô đó hết, lạnh ngắt. Các anh chị làm đi, thọc tay xuống khỏi vỏ đậu phộng coi, lạnh còn hơn nước đá nữa. Thứ nhất, ánh sáng không chui tới, làm sao bóp nhiệt. Thứ hai, không râm. Thứ ba, không côn trùng. Thứ tư, vỏ đậu phộng lâu mục. Mà thứ năm mình cần nhất là rễ sống tốt. Rồi một cái nữa là thưa các anh chị, thì ở đây mình lan thì các anh chị cũng có nhiều cái con sâu mà nó ở đọt, nó làm hư cái đọt. Và các anh chị nào trồng có mai á, bị sâu đục thân thì cái này khó trị à. Và nếu mà các anh chị trồng dừa nó có con lua cũng là dạng sâu đục thân, đúng không? Để cái dừa chết, nó ăn củ hủ là chết luôn. Thì bây giờ nó có cái thằng dạng sinh học này, thì để các anh chị vừa phun được ngừa, nó có ghi ở đây, thì các anh chị phun những cái dạng sâu, mà cái dạng sâu mà dạng mà ăn đòn đó nè. Rồi các anh chị có những cái cây mà như những cây bonsai hay những cây nào quý á, hay là cây dừa thì nó chui vô thân, nó chơi lên đọt á, thì các anh chị phun cái này. Thì cái này nó đi theo không khí các anh chị, nó là vi khuẩn á, đi theo không khí nó luồn vô trong thân cây á, nó làm cho con sâu trong đó bị phun nhọt,